Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Quang chia sẻ với các bạn một cái máy phát hàn ấy. Mình sẽ tiến hành phân tích toàn bộ cái hệ thống điều khiển của cái máy này. Thì ở đây mình sẽ có một cái máy ở đây mình đang có một cái máy phát hàn là 280 của loại hai kìm hàn. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây sẽ thấy là nó sẽ có cổng A, cổng B này, đây là hai đường hàn ra. Thì nói chung là với những anh em mà làm kinh nghiệm lâu rồi thì có thể tự phân tích và có thể tự tìm được cái đường điện của nó. Tuy nhiên với những anh em mà mới làm với cái dòng máy như thế này á, thì để tiết kiệm thời gian á, thì mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chỉ luôn anh em, phân tích cho anh em luôn những cái đường điện đi của nó. Nó bao gồm có hệ thống đường điện sạc này, điều khiển điện cái đường đề này, ổ khóa đề, cái mạch bảo vệ, ngắt nước nhớt và mạch điều khiển này, cũng như cái tiền đường tín hiệu sạc ở đây, toàn bộ cái đống dây dợ này ấy. Thì khi mà trường hợp mà hư hỏng ấy, thì chúng ta sẽ đỡ phải tháo mấy cái dây điện này ra để chúng ta mò tìm nó mất thời gian. Thì anh em có thể kiểm tra trực tiếp vào những cái mà linh kiện, những cái phụ tùng ở đấy, ví dụ như con dây len này làm gì thì có điều khiển cái gì thì chúng ta kiểm tra thẳng ở trên này luôn, nó tiết kiệm thời gian đấy. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng phần một, tách hoàn toàn hết cái phần điện của nó này nó như thế nào. Thì trường hợp chúng ta muốn chế hoặc chúng ta muốn sửa cái gì thì chúng ta sẽ làm theo cái video này, mình sẽ chia sẻ hết ra nhé để các bạn có thể thấy rõ được, cũng như phân tích cái nguyên lý tại sao nó phát được cái điện rồi. Ở đây mình sẽ chuẩn bị một con máy rồi nhé. Ở đây mình sẽ có một cái con máy như thế này. Cái con máy này cũng là con máy 280 luôn, nhưng mà con này là mình đã sẽ bổ nó ra sẵn là như này để phân tích cho anh em cho nó nhanh, đỡ tốn thời gian của anh em. Đấy thì đây để mình sẽ quay vào đây. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái đường điện tín hiệu điện và động cơ. Chúng ta sẽ có một cái dây bình ắc quy ở đây. Đây là cái dây từ cọc dương của bình nhá. Đây các bạn sẽ nhìn thấy dây cọc dương của bình này. Thì mình sẽ giải phẫu ra như này thì nó sẽ nhìn nó rất là dễ. Đấy, cọc dương của bình ấy, đầu tiên là cọc dương của bình xuất phát này. Nó sẽ đi vào trong một cái chân của củ đề đây. Đây chân củ đề. Và nó sẽ ngoài cái chân của củ đèn nó còn một vài cái dây tín hiệu cấp nguồn lên trên cái bo màn hình cũng như là ổ khóa nữa, thì nó sẽ có hai cái dây nó kèm kẹp theo ở đó luôn. Đấy, thì là dương của bình ắc quy này. Tiếp đến thì nó sẽ có những cái dây một số cái dây thì nó sẽ có cái dây gọi là dây van mở dầu ấy, như các bạn sẽ thấy là sẽ có cái solenoid mở dầu. Cái dây solenoid mở dầu này ấy, thì là nó sẽ được gắn trực tiếp trên cái động cơ. Cái van mở dầu, nhưng em biết là sẽ có cái van mở dầu nhé. Cái van này nó sẽ thực kinh nghiệm là khi mà chúng ta để máy ấy, chúng ta mở máy on ấy, thì nó sẽ cấp nguồn để mở cái van dầu đấy. Thì thực tế là cái van mở dầu ở đây ấy, thì mình sẽ lấy một cái van mở dầu luôn để cho các bạn xem. Cái van mở dầu này ấy, thì ở trên động cơ này thì nó sẽ có một cái nó sẽ gắn vào trong cái con heo dầu đấy. Thì nói chung là anh em mà sửa chữa thì chắc chắn là phải biết cái con xăng lỗi này, cái van mở dầu. Thì đây chính là cái van mở dầu này. Ở đây mình có một cái con thì nó sẽ được nối vào hai cái chân ở đây. Đấy, nó sẽ nối vào hai cái chân này. Đấy. Thì đây là cái van mở dầu nhé. Và tín hiệu đầu tiên là cái van mở dầu. Cái đường tiếp theo là một cái đường của buri sông, là cái dây màu xanh này sẽ từ cái buri sông ra, dây màu xanh này, và chúng ta sẽ tìm xem nó đi đâu. Một cái chân đen này, dây lớn nhất này là cái dây 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 âm bình nhá, dây mát này. Đấy, dây âm bình này, nó sẽ nối vào cái dây mát này, cấp cho cả toàn bộ hệ thống. Thì cái này nó sẽ cắt vào cái bên cái lốc máy đấy, và nó cũng cấp một cái đường đen, dây đen lên để cấp cho cái solenoid này. Như vậy cái solenoid này thì chúng ta chỉ cần một cái dây vàng này là sẽ cấp nguồn dương cho nó nhé. Và sau lát nữa mình sẽ xem cái dây vàng nó đi từ đâu đi ra, và anh em sẽ nhìn thấy một cái con mà nó gắn ngay ở đây á, thì nó là cái gì. Ở đây là chia sẻ với các bạn, đây là con diode nhé, cho này chỉnh quan là một con diode thôi, diode xung chặn. Thì nó sẽ gắn song song với cái đường tải ở đây, song với hai cái đường dây nguồn này này, nó lắp quay cực cathode thì lên dương và cực anode xuống âm. Đấy là bảo vệ cái xung 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 ngược từ cái solenoid khi mà nó nhả cái nguồn điện ra, là nguồn xả đấy. Thường những con dơ le thì sẽ lắp những con này, dơ le nó cũng lắp và trên cái solenoid này cũng lắp. Như vậy là chúng ta sẽ có hai dây, ba dây van mở dầu này, cái đường cấp cho buri sông này, và hai cái dây này các bạn xem ấy, thì chúng ta sẽ dò này, chúng ta sẽ thấy là có một cái dây nó đi vào cảm biến cái công tắc nước và công tắc nhớt. Cái dây màu xanh này chúng ta sẽ thấy là nó đi vào công tắc của nước giải nhiệt, khi nhiệt độ cao quá 98 độ thì nó sẽ đóng cái dây xanh này. Từ công tắc nhớt đây nó sẽ đóng cái chân mà được gắn cái chân xanh này với vỏ máy để dùng máy.
Tương tự cái công tắc nhớt cũng như vậy, nó sẽ là cái dây này và nó sẽ gắn với lại cái gốc máy. Rồi tiếp theo mình sẽ dò mấy cái đường dây nữa. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái dây này. Hai cái dây này thì chúng ta gắn vào cái dynamo sạc nhé. Cái dynamo sạc với cái dòng loại dynamo sạc này thì của cái máy mà phát hàn ấy, cái dòng máy Kubota hoặc là Janma nó sử dụng cái đây, cái này chính là cái dynamo sạc. Cái này nó phát ra 3 dây, chúng ta sử dụng hai chân đấy nhá, hai chân ở đây. Còn cái công tắc nước, cái công tắc nhớt thì chúng ta sẽ thấy ở đây này. Đây là công tắc nhớt này. Cái này mình đã tháo vào đây cái một máy nhá. Ở đây thì là nó sẽ là cái chân của Burisong, còn công tắc nhớt thì nó nằm ở phía bên dưới này. Đây là công tắc nhớt này. Đây các bạn nhìn thấy công tắc nhớt ở đây. Đó. Đây, một cái máy này thì đây là mình sẽ tháo ra, mình có rất nhiều con như này. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ đi hết cái phần điện điều khiển của cái máy phát điện. Để bao gồm có hai cái dây sạc này. Dây mát thì không tính này. Đây là dây của Burisong này. Đấy, và đây là cái hai cái dây của đường nhiên cẩm cái công tắc nước nhớt. Một dây sau này lôi. Như vậy là cái động cơ của chúng ta nó sẽ chỉ có bao gồm có mấy cái dây này thôi. Đấy, trường hợp mà cái con chuột tắt máy này nó không hít hoặc nó hít liên tục, chúng ta cần kiểm tra cái gì. Và hai là những cái dây điện tín hiệu này nó sẽ đi vào đâu. Chúng ta không phải mất thời gian chúng ta bỏ ra, chúng ta trích ra chúng ta tìm nữa. Rồi, và hai cái dây sạc này sẽ đi đâu về đâu. Ok, bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đi tìm này. Đầu tiên là cái dây chuột nhiên liệu nhá. Cái con sonar nhiên liệu, cái dây âm thì chúng ta không cần phải bàn nữa rồi, nó là dây mát này, dây âm rồi. Nếu mà trường hợp mà không hít ấy, thì chúng ta kiểm tra cái chân mát ở đây, chân âm của cái con chuột sonar này với lại cái dương xem là có điện ra cấp ra đây không. Rồi khi chúng ta bật khóa cái là ngay lập tức thì nó phải cấp nguồn ra đây rồi. Nếu không có ra nguồn ra thì chúng ta cần dò ngược lại đây, thì có thể là nó mất mát nhé, mất mát hoặc mất âm. Thì nếu mà trường hợp mà mất dây âm này, chúng ta đo cái đồng hồ đây, chúng ta đo cả hai cái chân này. Khi bật khóa lên nó đều lên dương hết. Đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé. Trường hợp mà chúng ta mở cái ổ khóa lên, chúng ta mở ổ khóa lên, chúng ta đo hai cái chân này với nhau mà nó không lên điện ấy, thì chúng ta là nó sẽ bị mất nguồn rồi. Mất nguồn đây sẽ có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là do cái nguồn cảm biến nó về là báo lỗi, nó tắt, nó cũng mất cái nguồn. Cái hai là bản chất nó đang bị lỗi ở đâu đó, nó mất nguồn. Để chúng ta phải cần xác định xem rõ nó bị ở đâu. Thì chúng ta sẽ đo cái chân âm này. Thì nếu mà trường hợp mà đo hai cái chân này với nhau mà nó không lên điện ấy, thì chúng ta còn thử một cách nữa. Chúng mất mát nó cũng không lên điện, tức là mất cái dây đen này đứt hoặc là bị sao đó. Thì chúng ta sẽ thử bằng cách là chúng ta đo một cái dây với vỏ bình nhá, hoặc là mát một cái điểm mát máy nào đấy. Chúng ta thử đo với là hai chân này. Đo lên mà có điện ấy, thì có khả năng là cái dây này nó bị đứt nhá. Nó bị đứt. Hoặc là cái đường này thường nó có một cái cầu chì nhá. Đó, các bạn có thể chú ý nó hay có cái cầu chì. Về cách kiểm tra con chuột này thì mình cũng có cái video là hướng dẫn là kiểm tra con chuột này. Con chuột là kiểm tra rất là dễ rồi. Chúng ta có thể là rút ra, chúng ta thử test vào cái cục bình ở quy. Chúng ta cấp vào hai cái dây này nó sẽ hít vào. Đây là cách thử. Hoặc là chúng ta đo cái điện trở của nó. Thông thường thì cái điện trở của nó ít khi đắt đứt. Mà nó ở đây là nó sẽ bị là nó bị nóng quá hoặc là bị chạm dây. Nó chạm dây và nó làm cho cái con chuột này nó hít và nó nóng và nó cháy con dây, rất là nóng, nóng hổi luôn. Đối với dây này nó khá là lớn. Trường hợp đứt thì cũng ít khi bị đứt cái cuộn dây, gần như là bọc kín ở trong này. Nếu với lại cái con chuột zin, trường hợp đứt thì cũng có xảy ra nhé, chứ không phải không. Chúng ta này đầu tiên chúng ta phải đo cái điện trở của nó, ôm của nó có ôm mà chưa chắc nó đã chạy được, chính vì do là nó bị chạm hoặc bị nóng ở bên trong nó cháy. Đó, thì chúng ta kiểm tra cái điện trở của nó còn hay không. Nếu ví dụ như con này của mình là bị đứt điện trở rồi này, đang bị đứt điện trở, không có nhá, hư. Thì cái dây điện này nó sẽ đi đâu? Thì các bạn sẽ nhìn, mình sẽ dò cho các bạn xem là nó đi đâu này. Thì chúng ta chỉ tìm một phát một đến cái đúng cái chân này thôi. Đó. Đây cái dây vàng ở đây, chúng ta sẽ có cái dây vàng này. Đây cái dây vàng này chính là cái dây đi của con chuột. Thông thường nó sẽ đi qua một con dờ le. Thì đây chúng ta sẽ dò cái dây vàng nè. Các bạn sẽ nhìn được một con dờ le nhé. Có một con dờ le ở đây. Tại vì nó ăn cái dòng rất lớn nên nó phải đi qua con dờ le đấy để nó không bị cháy cái tiếp điểm. Đấy. Qua con dờ le này. Qua dờ le này thì con dờ le này là nó sử dụng cái tiếp điểm thường đóng nhé. Mình chỉ dò cái chân vàng. Ở đây nó sẽ có hai ba con dờ le đấy, sẽ có dờ le đè hoặc dờ le gì ấy. Thì cách tìm nhận biết nhanh nhất là chúng ta nhìn cái chân dây này, này, dây vàng này. Có thể nó sẽ đi qua một số cái nó sẽ còn phải nối. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn, chúng ta phân loại trước, chúng ta xác định. Chúng ta sẽ lùng cái đồng hồ chúng ta đo.
ta đo luôn ở cái chân vàng này. Đó, cho đo cái chân vàng này nó sẽ thông với một con giờ le nào trên đấy. Ví dụ ở trên này chắc là nó sẽ đi về giờ le này. Thì mình đo với một cái chân vàng á thì sẽ xác định được là đây nó về đúng cái chân này rồi, và chúng ta sẽ kéo cái dây này. Đấy. Để chắc chắn hơn chúng ta có thể rút cái con giờ le này ra. Đấy. Thì vì khi mà cái dây vàng đây thì nó có thể qua cái tim đóng ấy, nó sẽ lẫn lộn qua cái chân khác. Thì ta sẽ xác định ở đây rút nó ra là cách ly hoàn toàn. Đó. Thì đây chính là con giờ le. Con giờ le là giờ le 5 chân. Con giờ le 5 chân tuy nhiên nó sử dụng có 3 4 chân thôi, là nó sử dụng một tiết điểm thường đóng và hai chân con hút. Thì nó về chân vàng này rồi ấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ dò đây để chúng ta xác định được cái con giờ le này. Con giờ le này đâu là cái chân cuốn hút và đâu là cái chân của cái tiếp điểm. Thì đây thông thường thì những cái giờ le thông thường là hai cái chân mà của cuốn hút ấy, thì nó sẽ gắn đi chung với lại nó sẽ đi 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 riêng với nhau này, và cái dây đen chúng ta xác định là cái dây âm này, dây đen là sẽ là dây âm bình. Thì chúng ta cũng có thể đo cái chân đen này với mát xem có đúng là cái dây âm hay không. Chúng ta sẽ dùng cái dây âm ở đây đấy, chúng ta đo đó và chúng ta thông này. Đây là cái dây âm này, âm này âm là âm của dây le. Thông thường tất cả những cái hệ thống này nó sẽ sử dụng cái dây âm là cái dây bắt sẵn cho cuộn dây, còn dây dương là cái chân điều khiển. Đấy. Và cái dây trắng này á dây trắng này chúng ta xác định là có phải là cái chân hút hay không, thì chúng ta tháo con dây le ra, chúng ta tháo con dây le này ra nhé. Chúng ta sẽ đo như vậy, chúng ta có hai chân này này. Với kinh nghiệm của mình ấy, mình nhìn phát và biết hai con chân nào là hai chân con hút rồi đấy. Còn nếu các bạn mà chưa biết ấy, thì các bạn sẽ đo thử của nó. Thì duy nhất chỉ khi rút này ra thì chỉ có một cái chân hai chân của cuộn hút đó là nó sẽ lên ôm thôi. Như cái con này là nó lên 85 ôm nhá. Đây chính là chân cuộn hút này. Đấy. Thế như cái dơ le thì các bạn sẽ đã biết được cái cách nguyên lý hoạt động của dơ le rồi đúng không? Nếu mà không biết thì có thể là tìm hiểu thêm về cái nguyên lý hoạt động của cái dơ le này. Đấy. Hoặc là nếu mà các bạn muốn mình chia sẻ thêm về cái con dơ le này thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ tất cả cái loại các loại dơ le với nhau. Thì các bạn cứ để lại cái lời cái bình luận ở bên dưới nhá, là yêu cầu là cái này chia sẻ với cái dơ le thì mình làm. Đó. Thì xác định hai cái chân dơ le này rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy là hai cái chân mà còn lại nó gắn là trên cái socket, những cái chân của nó, cái socket này. Đấy, đây là hai chân cuốn hút rồi. Thì ở đây đương nhiên sẽ còn hai cái chân màu vàng và cái chân màu trắng này. Đấy. Thì chúng ta sẽ đo ở đây luôn, chúng ta biết được đây là cái điểm thường đóng này. Đấy, nó luôn luôn đóng với nhau. Khi con dơ le này không có nguồn là nó đóng với nhau. Và cái nó sẽ khi nó hít vào ấy, tức là cấp nguồn cho cuốn hút ấy, thì cái chân chung này nó sẽ đóng với chân địa điểm thường hở. Đó. Thì đây là như vậy là nó sẽ đang dùng tiết điểm thường đóng, không có nguồn cấp vào cái chân, không có nguồn cấp vào cái chân chân màu trắng này, thì dơ len nó sẽ luôn đóng được cái dây vàng và cái dây đỏ với nhau. Như ta có thể mô phỏng vẽ nó ra để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy. Để biết là sẽ có một số bạn mà mới làm mà chưa xác định được cái dơ len thì có thể là khó khăn trong cái việc này. Đấy, nhưng mà anh em mà đã làm nhiều thì rất là dễ dàng khi mà làm được con dơ le này. Thì đây cái chân màu vàng của nó, thì chúng ta sẽ vẽ vào đây. Đây là tiếp điểm thường đóng đấy, và đây là con dơ le. Ở đây nó có tiếp điểm thường hở nữa. Thì chân này chân là chân com, chân này là chân là NC, chân này là NO, tức là thường đóng và thường hở. Thì đây con dơ le đây đấy. Thì chúng ta sẽ có cái dây đen ở đây. Đó. Chúng ta sẽ có một cái dây đen ở đây, dây đen. Cái dây này dây trắng nhé. Và dây này chính là cái dây cái dây này dây màu đỏ và cái chân này là dây màu vàng, và sẽ đi vào chân con chuột tắt máy nhé, chuột tắt máy ở đây. Đấy, như vậy là khi chúng ta mà không cấp nguồn vào cái chân màu trắng ở đây thì cái chân màu đỏ nó sẽ được nối với chân chân màu vàng, và tiếp tục chúng ta sẽ dò cái chân màu đỏ này ở đâu ra nhé. Đấy. Như vậy là điều kiện cần để mà nó hoạt động ấy, có nguồn ra cái con chuột hút đấy là cái dây màu vàng đấy, có nguồn cấp ra đây, thì đầu tiên á là cái dây màu vàng này nó phải được nối với cái dây màu đỏ, tức là cái chân cam. Thì hiện tại bây giờ mình đo ở đây rồi thì nó sẽ luôn nối ra đây, dây màu đỏ để nối với dây màu cam này thì là nó bên thông mạch nó đóng, còn nó không thể nối chân tiếp điểm với lại chân cuốn hút được với nhau nhá. Nên là chúng ta sẽ nhìn cái dây màu đỏ này, tiếp tục ta dò cái dây màu đỏ này. Đây cái dây màu đỏ của nó đây, cái dây màu đỏ này thì chúng ta sẽ dò là cái dây màu đỏ này nó sẽ sang cái dây màu cam đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái dây màu cam ở đây đúng không? Cái dây màu cam ở đây thì nó sẽ được nối liền với lại trên cái domino này. Các bạn sẽ nhìn thấy trên cái domino ở đây. Đó. Cái domino ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có dây màu cam này. Rất nhiều cái dây màu cam nối với nhau này. Đó, dây màu cam ở đây. Đấy, dây màu cam thì nó sẽ có một cái dây màu cam nó đi ra đến đấy. Và chúng ta sẽ có một cái dây màu cam đi ra đến đây. Cái dây màu cam này chính là cái chân mà cấp nguồn on cho ổ khóa. Trên cái ổ khóa chúng ta sẽ bật về cái chế độ on đấy.
thì cái dây màu cam này nó sẽ được cấp nguồn, cấp điện ra. Đấy, hiện tại chúng ta sẽ đo cái dây màu cam với lại cái dây chuột tắt máy này, là cái dây màu vàng này nó sẽ phải thông với nhau. Đó, chúng ta đang đo thông này, chúng ta đo một cái đây này, đây là cái dây chuột tắt máy này, là các bạn nhìn nhá, đây màu cam này, đấy nó vạch ra màu đỏ như vậy, cắm con dơ le là cái nó sẽ thông này, đấy, và chúng ta đo với bên này nó cũng thông này, ta đo với dây màu cam bên này nó thông này, đây chúng ta sẽ có cái dây màu cam ở đây, đó, dây màu cam ở bên này. Đây dây màu cam ở đây. Đấy. Như vậy là điều kiện cần ấy là sẽ qua cái con dơ le này. Nguyên lý là qua con dơ le này, cái dây màu điện đỏ này có điện ấy, thì nó phải từ cái dây màu đỏ này sang là cái chân nguồn cấp từ ổ khóa. Cấp từ ổ khóa xuống. Đó. Và một cái điều kiện thứ hai nữa là cái chân con hút này nó không phải được đóng. Thì tại sao tại sao cái chân cái này nó sẽ nối như này, thì thông thường thì chúng ta sẽ xem là cái dây màu trắng đi đâu nhá. Còn cái dây cam này chúng ta sẽ nhìn kỹ này. Dây màu cam nó sẽ nối lên ổ khóa nhá. Đây các bạn nhìn được cái dây to nhất đây này, là dây nguồn này. Dây màu cam nối vào trên cái ổ khóa đây. Đây là cái ổ khóa này. Cái ổ khóa này sẽ được cấp nguồn vào đây bằng cái dây đỏ này. Đấy, cái dây đỏ này chính là cái dây nguồn cấp từ bình ắc quy lên. Thì các bạn sẽ nhìn được cái dây màu đỏ ở đây này. Đấy, cái dây màu đỏ ở đây. Đây có một cái dây rất bự này. Đấy, cái dây bự này thì nó sẽ được cấp nguồn vào dây màu đỏ này. Dây màu đỏ đây. Dây màu đỏ này bật lên chế độ on hay là chế độ run á thì là dây màu đỏ được nối với dây màu cam. Như vậy là nó sẽ cấp nguồn sang bên này khi chúng ta bật ổ khóa, và toàn bộ cái tín hiệu ở đây là sẽ có này. Đó. Thì cái dây màu cam đó nó sẽ cấp nguồn ra cái con dơ le này, nó vào cái dây màu đỏ ở đây. Đấy. Như vậy là khi chúng ta chỉ cần bật ổ khóa dăn lên cái á, ngay lập tức ấy, thì là cái tín hiệu 12V được cấp từ bình ắc quy là từ cái dây màu đỏ trên cái củ đè, được qua ổ khóa và qua cái dây màu cam, qua dây màu cam thì truyền cái dây màu đỏ đây, màu đỏ sẽ truyền sang màu vàng và cấp nguồn cho cái chuột sơn alloy. Cấp nguồn cho sơn alloy. Chính vì thế mà trường hợp bị mất điện chúng ta chỉ cần dò nhé, chúng ta dò này lần lượt á. Thứ nhất là chúng ta có thể đo từ cái dây màu cam nó có điện hay không, và sau đó nó đến cái dây màu đỏ này, dây màu đỏ mà có thì ngay lập tức nó phải sang cái dây màu vàng đây. Còn trường hợp mà nó không có thì có thể là cái tiếp điểm của dơ le nó bị hư nhá, tiếp điểm của dơ le bị hư thì nó không nối ra được. Hoặc là cái chân màu đỏ trắng này đang được cấp nguồn sang, thì cái dây trắng này chúng ta sẽ xem xét là nó đi từ chỗ nào ra. Đây là màu trắng này, các bạn sẽ dò này, chúng ta sẽ lấy cái dây màu trắng này, nó sẽ đi vào trên cái bo mạch cảm biến ngắt nước nhớt nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bo mạch ngắt nước nhớt ở đây. Đó, và chúng ta có cái dây màu trắng vào. Đó. Cái dây màu trắng ở đây thì chúng ta sẽ thấy là trên một cái rắc này, một rắc này có bao gồm có 3 dây. Thứ nhất là cái dây màu đen, dây màu đen cũng nối với B trừ là âm nguồn này trên cái bo điều khiển này. Cái dây thứ hai là cái dây màu đỏ này. Dây màu đỏ các bạn có nhìn thấy là cái dây màu đỏ này được đi vào cái nguồn B cộng này, nguồn bình ắc quy này. Đó. Chúng ta sẽ thấy là đi vào nguồn bình ắc quy. Đấy, cái dây màu đỏ này. Đấy, dây màu đỏ cấp vào đây. Như vậy trên cái rắc này chúng ta sẽ có là dương cấp vào trong cái bo điều khiển, và cái dây trắng thì để điều khiển cái con dơ le tắt máy này. Và cái dây đen là dây âm bình. Đó. Thì hoàn toàn cái con máy này nếu mà trường hợp mà nó cấp nguồn ra cái dây màu trắng này, tức là nó đang có sự cố, đang bị lỗi gì đó, làm cho con dơ le này nó hít vào và nó nhả cái tiếp điểm thường đóng ra. Và tiếp điện hở được đóng vào thì nó sẽ làm cho mất điện để cấp nguồn ra cái mất điện nguồn cấp ra cái son alloy để tắt máy ở đây. Đó. Thì cái mạch này chính là cái mạch bảo vệ ngắt nước nhớt. Bảo vệ ngắt nước nhớt nha các bạn. Đây là mạch bảo vệ ngắt nước nhớt. Trên mạch bảo vệ ngắt nước nhớt này thì nó chỉ cần điều kiện là hai cái đầu vào là cái dây màu đỏ là dương, hai nữa là cái dây màu đen là âm, và cái dây thứ ba là dây điều khiển. Đó. Như là cái nguồn dương ở đây thì luôn luôn được cấp lấy ra từ cái bình ắc quy. Có thể là mình bật ổ khóa lên, không bật ổ khóa thì nó cũng có điện nó cấp vào đó, nên là sẽ tốn điện của bình. Đó. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái đường dây điện mà được cung cấp từ cái nó cung cấp vào trong cái son alloy là từ đâu ra. Đấy, thì chúng ta đã biết là nó sẽ được cung cấp từ cái dây màu đỏ này sang dây màu đỏ to này, lên ổ khóa qua dây màu cam. Qua dây màu cam là cái chân ACC và sẽ được đi qua vào con dơ le này, thông qua cái chỗ đoạn nối đây. Ở đây nó sẽ có một cái dây điện nối nhá. Ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái con dơ le nhá, một cái con diode và con diode bảo vệ ở chỗ này cũng không quan trọng lắm. Chúng ta có thể là bỏ nó đi. Thì chúng ta phân tích cái mạch chính thôi. Mạch phụ thì không cần thiết. Đây. Thì mình sẽ tháo luôn cái con này ra để cho các bạn nhìn. Cái con này các bạn, mình xin chia sẻ với các bạn một chút về cái con này. Con này trong này nó sẽ là hình như là một cái con diode. Đó, hình như một con diode và một cái đứa chặn ở bên trong này. Đây.
Trường hợp mà các bạn thấy con máy nó bị lỗi mà chả có cái lỗi cái gì mà nó có tắt con máy này, các bạn có thể rút bỏ này đi nhé. Đây, nó sẽ là một cái đường báo, một đường báo lỗi. Đấy. Thì nó như cái dây màu cam nó về đây là cấp nguồn cho cái này, đồng thời là lấy sang cái dây màu đỏ nối đây thôi, nó không có gì hết. Đấy. Như vậy là mình đã tổng hợp và kết luận được cái dò được cái đường dây nhá. Chúng ta sẽ nhìn được một con dơ le, chủ yếu là qua con dơ le đó thôi. Tiếp theo mình sẽ dò đến cái dây nữa là cái dây bu đi sông. Bu đi sông là cái dây màu xanh ở đây. Bu đi sông, trường hợp mà bu đi sông mà không có điện ấy, thực tế là cái bu đi sông này thì cũng ít khi là nó, cái dây này nó cũng ít khi đứt, trong thực tế là ít khi đứt. Dây khá là lớn nhưng mà trường hợp mà chúng ta bị mất ấy, chúng ta có thể dò nha. Cái dây màu xanh này thì chúng ta sẽ dò nhá, nó sẽ lên thẳng cái ổ khóa luôn nhá. Các bạn sẽ nhìn vào trong cái ổ khóa này, cái dây màu xanh này nó chỉ đi một phát một thôi, nó không qua cái gì hết, nó đi dây màu xanh này, nó đi lên dây màu xanh ở đây. À, đấy, và chúng ta dò lên một phát một lên là ổ khóa thôi, chúng ta sẽ thấy nó dò lên thẳng ổ khóa này. Đấy, nó là cái ổ khóa này, chúng ta vẫn ngược cái chìa khóa là cái dây màu đỏ được tiếp xúc với cái dây màu xanh ở đây để nó cấp nguồn cho bui sông. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy nó đi vào một cái dây màu đỏ nữa. Cái dây màu đỏ này các bạn sẽ thấy là nó sẽ đi đâu. Đấy, khi bật được chế độ sông ấy là nó sẽ nối trực tiếp từ B cộng và qua ổ khóa và qua cái dây xanh này luôn. Nên là chúng ta dò rất là dễ rồi. Mất nguồn chúng ta chỉ dò một phát một thôi, không qua cái chi tiết nào hết, không qua một dây le trung gian gì mà đi thẳng luôn. Ngoài ra trên cái bu đi sông ấy, nó sẽ còn một cái dây màu xanh nữa. À, còn một cái dây màu đỏ nữa thì chúng ta sẽ xem cái dây màu đỏ này đi đâu. Ở đây mình đang dò một cái dây màu đỏ của chế độ bu đi sông. Và khi chúng ta bật cái bu đi sông lên, nó sẽ có một cái hiện tượng là nó sẽ sáng cái đèn lên, sáng cái đèn của cái phần nó sẽ sáng cái đèn của cái phần báo, đồng hồ báo ấy, nó có cấp nguồn cho cái màn hình luôn. Đấy, thì mình sẽ dò luôn cái đường dây của bu đi sông này, ngoài cái đường mà cấp thẳng ra bu đi nó còn đi đâu nữa. Bây giờ mình sẽ mở hết cái phần này ra để cho các bạn dễ nhìn. Con này nó hơi bị lâu nên nó hơi han một chút. Rồi. Mình vừa mới nói là ngoài cái dây màu xanh này ra thì trên cái đường bu đi sông thì nó sẽ có một cái đường, có một cái dây màu đỏ nó sẽ được nối xuống ở dưới này, thì không biết nó làm gì. Bây giờ mình sẽ dò đi này. Đấy, thì mình sẽ dò ra được là nó đi xuống đây, nó sẽ đi vào một cái chân màu đỏ ở đây. Đấy, chân màu đỏ này được nối với lại một cái cái con này. Con này thì mình cũng chưa rõ nó là cái con gì. Đấy, đây, khả năng thì nó cũng là một con dừa le thôi. Để tí mình sẽ đập cái này ra mình xem nó là cái con gì bên trong này nhá. Cái đây này, cái dây màu đỏ này, và được nối cái dây màu đỏ này thì được nối với lại một cái dây màu hồng.
Đấy, một cái dây màu hồng này nó sẽ đi đâu? À, dây màu hồng này nó sẽ cấp nguồn vào trong một cái đầu vào của cái bo bảo vệ ngắt nước nhất này. Đấy, cái dây màu hồng. Đấy. Thì khi chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ xem là cái dây màu hồng này nó có tác dụng gì. Rồi. Dây màu hồng này tí mình sẽ dò đi đâu. Ok. Thì tổng kết lại cái đường mà của buri sông này, ngoài nó sẽ cấp thẳng từ ổ khóa ra, ngoài ra nó sẽ là cấp vào trong một cái con linh kiện như thế này, không biết là cái linh kiện gì. Đó, nó không có ký hiệu gì hết. Và thứ hai nữa là nó sẽ được đi sang một cái dây màu hồng và đưa vào một cái đường vào của cái bo mạch điều khiển ở đây. Bo mạch bảo vệ ngắt nước nhất. Ok. Rồi tiếp đến mình sẽ dò hai cái dây còn lại là cái dây cảm biến nước và cảm biến nhớt nhé, công tắc nước nhớt đấy. Thì chúng ta sẽ có hai dây, dây xanh là nước và dây nâu là nhớt. Thì dây nâu và nước và nhớt thì nó sẽ đi vào đây, dây nâu đây, dây nâu và dây xanh. À, dây nâu chúng ta có thể nhìn nó đi vào thẳng trong cái bo điều khiển này. Cái bo điều khiển này nó sẽ có hai chân nâu và xanh ở đây luôn, hai chân kế nhau luôn. Thì ngoài ra nó đưa vào hai chân này ấy, thì nó còn đi đâu nữa? Thì chúng ta sẽ thấy là hai cái dây nâu và xanh này nó sẽ đi trực tiếp lên hai cái chân, nó sẽ đi thẳng lên trên cái công tắc đèn ở đây nhá. À, công tắc đèn như vậy là công tắc nước nhất mà nó đóng xuống thì cái đèn này lập tức là sáng, lập tức sáng. Như vậy là đóng cái đường này là đóng được âm nhá, nâu và xanh, nâu và xanh nối thẳng với là công tắc đèn này. Đấy. Dây nâu và dây xanh là nước và nhớt, đây là nhớt thì đây là nước này. Đấy, nhớt và nước ở đây đấy và đóng âm nhá. Như vậy là dương nó sẽ được cấp sẵn vào trong cái đèn này. Dương được cấp sẵn là cái dây màu đỏ này và dây màu cam. Đỏ và cam, đỏ và cam thì chúng ta sẽ thấy là dây cam này được nối chung với dây màu đỏ ở đây và nối chung với cái dây màu vàng ở đây. Dây màu cam ở đây. Như vậy là cam thì khi bật chìa khóa lên chế độ răn thì ngay lập tức ấy, là cam sẽ được cấp nguồn dương sẵn về trong hai cái đèn báo này. Đấy nhá. Các bạn đã để ý cái này nhá, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta có thể là nhìn dây dợn lằng nhằng. Cái dây màu cam này, chúng ta sẽ thấy là từ cái chân khi bật chìa khóa lên ở chế độ răn này, bật chìa khóa lên răn này, cái dây màu cam này sẽ có điện nhá. Và nó cấp lên trên cái đèn báo đây, đèn báo đây sẽ có hai dây này. Nó sẽ cấp một cái dây màu đỏ này là cấp dương cho một cái đèn này. Cái dây màu cam là cũng dương cho một cái đèn này, còn với dây xanh và dây nâu là hai dây đi thẳng vào cảm biến công tắc nước nhớt nhá. Như vậy là chỉ cần đóng mát cho công tắc nước nhớt cái là hai cái đèn nó sẽ báo. À. Còn cái chân báo sạc này chúng ta có dây màu xanh và cái dây màu xanh ở đây và một cái dây nữa là dây màu đen. Dây màu xanh và đen, riêng dây màu xanh và dây đen là cái dây âm rồi, dây âm của mình rồi. Còn dây màu xanh này chúng ta sẽ xem cái dây màu xanh nó đi đâu. Đây chúng ta sẽ thấy cái dây màu xanh này, cái dây xanh này là xanh xanh đây, cái dây màu xanh lá này nhá. Đấy, cái dây màu xanh lá này nó sẽ đi về đây. Chúng ta sẽ thấy nó đi về cái con dờ le này. Chúng ta sẽ thấy một con dờ le ở đây. Đấy, cái dây màu xanh. Và còn một cái chân xanh nữa thì nó đi đâu? Đấy. Còn một chân xanh nó về cái bo điều khiển. Đấy. Như vậy là cái đường báo sạc thì tất cả thì nó sẽ bao gồm trên cái bộ điều khiển này chúng ta sẽ thấy này. Cái bo điều khiển ngắt nước nhất là sẽ có dây nâu này, hai dây nâu này, hai dây xanh này. Hai dây xanh này một là đi từ cảm biến nhớt công tắc nhớt về và một cái dây xanh là đi từ sạc nhá. Thì cái dây xanh này nó sẽ đi thẳng cũng từ cái đèn báo về luôn. Đấy, nhưng mà nó hơi khác một chút là con này nó sẽ cấp dương. Đấy, dây xanh này đó. Thì dây xanh mình nghĩ đây nó là một cái con một cái tiếp điểm của con dây thôi. Một cách tí mình sẽ kiểm tra. Đấy, đây là dây xanh nhá. Như vậy toàn bộ hệ cái rắc ở phía dưới của cái bộ điều khiển ngắt nước nhớt này á, đây là dây nâu này, xanh này, xanh này là ba của ba cái đèn này nhá, của ba cái đèn này nó báo về đây. Như vậy là chúng ta sẽ còn chúng ta đã đi xong được cái phần công tắc nước nhớt. Công tắc nước nhớt thì nó sẽ tổng hợp là nó sẽ đi về nó sẽ đi về cái dây dây xanh này, dây nâu này ở trên cái bo điều khiển ngắt nước nhớt đây, đồng thời nó sẽ đi lên cái đèn báo. Và trên đường dò cảm biến nước nhớt chúng ta sẽ thấy một cái dây màu xanh ở trên cái công tắc cái đèn báo nước nhớt kia thì nó cũng về về đây luôn và nó sẽ qua một con dờ le. Chúng ta sẽ phân tích dần dần cái con dờ le này đi đâu. Như vậy là con dờ le này chúng ta sẽ thấy là nó có dây màu xanh ở đây và rất nhiều cặp tiếp điểm, có hai dây màu cam. Dây màu cam thì là sẽ là cái dây nguồn rồi. Ok. Báo sạc, xanh là báo sạc nha. Rồi, chúng ta còn một cái đường nữa.
Đây chính là cái đường báo sạc mà cái dây màu xanh mình vừa báo về là cái báo sạc chân ACC, à chân A, điện AC nhá. Thì AC từ cái dynamo sạc ấy nó nối về thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu này. Đây hai cái dây màu xanh này là nó sẽ là cái dây màu xanh và dây màu vàng. Xanh vàng này nó đi đâu? Và chúng ta sẽ tháo luôn cái dây xanh và vàng này ra chúng ta xem. Toàn bộ nước nhớt sạc thẳng ngắn ở đây hết. Đấy, chúng ta sẽ thấy hai cái dây màu sạc vào đây. Ở đây chúng ta về thấy hai màu xanh và màu vàng này là chân AC vào này. Tiếp tục dây màu đen là âm bình rồi. Chúng ta nhìn ra biết này. Dây màu nâu này. Dây màu nâu sẽ được đi vào một con rờ le. Và trong khi đó chúng ta sẽ có một cái dây màu xanh và một dây màu trắng. Đó. Dây màu nâu này là cái chân này là chân cuộn hút nhá. Dây màu nâu là chân cuộn hút rồi. Nâu và đen ở đây con rờ le này là con rờ le này là con rờ le 4-5 chân, nó giống như con giống như con mà ngắt cái sonelo chuột đấy, thì nó sẽ có cái dây màu nâu là dây từ sạc ra. Dây từ sạc ra mà nó sẽ gắn vào con rờ le này và có dây màu xanh và dây màu đen được nối với nhau. Thì dây màu xanh chúng ta sẽ xem bao nhiêu. À cái dây màu xanh á, cái dây màu xanh á là nó sẽ được nối với lại con rờ le đề. Dây màu xanh sẽ được nối với rờ le đề. Chúng ta sẽ nhìn ở đây dây màu xanh được nối với rờ le đề. Cái củ đề nhé, kích đề luôn. Và cái dây màu trắng này sẽ được nối thẳng với lại ổ khóa luôn. À, chúng ta tìm cái đường đề luôn. Thì đường đề này sẽ liên quan cái sạc ở chỗ này, nó rất là hay, nó bảo vệ đề ở chỗ này này. Các bạn sẽ nhìn là như vậy, chúng ta sẽ đi cái đường đi chỗ này đi được 2 dây luôn. Chúng ta nhìn được cái dây màu xanh của củ đề thế. Dây màu xanh của đề này nó đi qua con dơ le này, con dơ le đề này được gắn chung với lại cái con dơ le tắt máy này. À, dây màu xanh đề đây. Thì cái dây màu trắng các bạn sẽ dò thấy là nó sẽ đi lên trên đây. Dây màu trắng chính là cái con dơ le đề đây. À, khi chúng ta vặn ổ khóa vào chế độ star là cái dây màu trắng được cấp nguồn thì nó sẽ cấp thẳng với con dơ le này. Đó. Và dơ le này tuy điểm thường đóng nhá. Dơ le tuy điểm thường đóng nhưng chính vì đấy nó mà không có cái dây màu nâu này, nguồn không có dây màu nâu này thì là nguồn được dây màu xanh và dây màu trắng được nối với nhau để thẳng luôn. Đây là để thẳng vào ổ khóa. Còn trường hợp khi mà chúng ta có cái dây màu nâu này cấp nguồn vào cho nó thì ngay lập tức là nó sẽ tắt ngắt cái lạnh đèn này ra. Thì bằng cách nó sử dụng như này trên cái con dynamo sạc này. Đấy, con dynamo sạc này rất là hay này, nó sẽ lấy tín hiệu từ đây về. Là cho nó sẽ lấy cái tín hiệu AC từ đây về, sau đó khi mà đổ máy lên thì ngay lập tức nó sẽ cấp ra cái dây màu nâu này một cái tín hiệu, tức là cái dynamo sạc đã phát ra điện nhá. Cái dynamo sạc phát ra điện nó sẽ thông báo một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này về cái dây màu nâu này đóng cái con dây này vào và ngắt tín hiệu đề. Chính vì thế là cái này là cái chế độ ngắt đề. Thì tín hiệu ngắt đề này nó lấy từ cái dây màu nâu của sạc ra nhá. Để các bạn chú ý cái dây màu sạc này. Cái dây màu cam này là cái chân ACC, là chúng ta bật nguồn lên cái là sẽ cấp nguồn một cái chân ACC này. À, và cái dây màu đen là âm nguồn rồi. Còn cái dây màu còn dây nào nữa ta? Vàng là ACC này, đen là âm này. Dây cam là dây nguồn này. Cam là nguồn rồi. Còn cái dây màu đỏ đây, dây màu đỏ chúng ta sẽ xem cái dây màu đỏ ở đâu. Cái dây màu đỏ này nó sẽ nối thẳng với lại cái bình ắc quy. Dây đỏ nối thẳng bình ắc quy. Dây đỏ nối thẳng bình ắc quy đây nhá. Đấy. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó có dây màu đỏ nối thẳng bình ắc quy này. Là đề máy là cái là thằng này sẽ biến thành điện A220. À, nó sẽ biến điện AC này, 30V, tầm 30-40V đi. Thành điện một chiều. Thành điện một chiều nó đóng thẳng vào trong củ đề luôn để sạc sạc cho bình ắc quy. Đó. Dây màu đen, dây màu cam là cái dây chân AC là bật nguồn lên cái là nó sẽ phát cái tín hiệu vào đây và cái con sạc này luôn. Đấy, con đi màu sạc này. Và cái tín hiệu ở cái chân củ đề này có tín hiệu khi máy đè lên cái là ngay lập tức nó sẽ xuất hiện cái tín hiệu ra đây để ngắt đề nhá. Nó lấy ngay cái tín hiệu từ cái dynamo sạc về. Vì khi máy quay rồi có đủ điện áp ra rồi thì cái con này nó sẽ phát ra tín hiệu và là làm ngắt đề con sạc này. Và một cái dây nữa là dây màu vàng nhá. Chúng ta sẽ nhìn cái dây vàng là dây quan trọng này. Cái dây màu vàng này á. Cái dây màu vàng này ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái dây màu vàng này. Dây màu vàng nó sẽ đi vào đây. Nó sẽ đi vào đây, đi vào cái dynamo này, đi vào cái con IC này mà hồi nãy mình bảo là nó không biết là nó làm gì đấy. Thì nó đi vào cái dây màu vàng này. Sau đó nó sẽ sang cái dây màu xanh nhá. Dây đen là mát, ở trong này khả năng là một con IC. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dây màu vàng, dây cam, dây đỏ là dây dương rồi. Dây dương từ trên ACC và con này. Thế con này là cần nguồn này. Cái thứ hai là cần âm này. Cái thứ ba là cái nguồn cái dây tín hiệu từ cái con sạc này nó phát về.
và nó ra cái dây màu xanh này để báo trạng thái này là trạng thái xanh này là về đây để nó báo cái đèn báo này. Chúng ta sẽ thấy cái màu xanh này. Các bạn chỉ cần chú ý là cái dây màu xanh, tất cả các dây màu xanh ở đây nó đều liên quan đến đường báo sạc nhé. Đấy. Cái từ cái con sạc này ra nó phát ra cái tín hiệu màu vàng, phát ra cái tín hiệu ra đấy màu vàng và nó sẽ đi sang cái con IC này và nó sẽ biến thành cái tín hiệu của cái dây màu xanh. Cho này có thể là một vài con chan đi to rồi đấy. Con dây màu xanh này sẽ được đi vào trong cái con dơ le này và con dơ le này chính là vào đi chân cuộn hút của nó luôn. Đi vào chân cuộn hút của nó luôn. Đi vào chân cuộn hút của nó và khi nó báo sạc á, là cái báo không báo sạc hoặc không sạc á, là nó sẽ tác động vào con dơ le này. Đấy, ví dụ như không sạc nó sẽ tác động vào con dơ le này. Ở đây tín hiệu mình chưa có kiểm tra thực tế nó là tín hiệu gì. Thì chúng ta sẽ biết là cái con dơ le này là tín con dơ le đang cắt sạc. Thì trong cái con dơ le này nó cũng là dơ le 5 chân và nó sử dụng 3 cặp tiếp điện. Một cái dây vàng cam ở đây, dây vàng này. Chúng ta có một cái dây vàng và một cái dây màu cam đây, chắc chắn là dây dương từ chân ACC về rồi. Và tiếp theo nó có một cái chân dương nữa. Một cái chân dương, cái chân ACC nữa. Như vậy cái con này sẽ có hai chân ACC được cấp nguồn vào đây. Đấy, chúng ta đo xem thử cho có thông mạch với nhau không nhé. Một cái chân tiếp điểm, một cái chân tiếp điểm thường đóng và chân tiếp điểm thường hở. Chúng ta sẽ đo thử xem hai cái chân ACC là cái tiếp điểm COM và chân NC nó được cấp nguồn thẳng với nhau. Đây chúng ta sẽ có một cái dây màu cam này, màu cam thường là cái chân ACC và bên này cũng là một cái cam. COM và NC thì là hai cái chân màu cam. Đấy, nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ thấy là nó đi từ đâu sang đây. Một cái dây màu cam này. Chúng ta sẽ có một cái dây màu cam không phải là chân ACC nhé. Một cái dây màu cam không phải là ACC. Một cái dây màu cam không phải là ACC. Mà cái dây màu cam này nó sẽ đi vào cái bo mạch. Một cái bo mạch đè. Một cái bo mạch ga. Cam này không phải là ACC mà chúng ta chỉ có một cái dây màu cam này thôi là cái chân ACC này. Đấy. Một cam này chúng ta chỉ cần đo với lại cái chân của. Đây chúng ta có một cái dây màu cam này. Đó. Nó mới kêu xong. Như vậy là chúng ta cái chân COM sẽ có cái dây ACC 12V. Thì trường hợp mà nó không hít, con dơ le này không đóng là nó được cấp vào cái bo ga. Cấp một cái chân dây vàng là vào cái bo ga. Và cái dây xanh này chính là cái dân khi mà được khi mà nó cấp dây xanh này, được cấp con dơ le này, thì con dây xanh này sẽ có này. Và dây xanh là lên báo sạc này và nó sẽ báo về trong cái bộ điều khiển này luôn. Bộ điều khiển này luôn để tắt máy. Ok, như vậy là mình đã tổng hợp xong cái phần phần báo nguồn sạc này, bắt đầu từ cái chân hai chân AC. Hai chân AC nó sẽ đi vào trong cái con IC sạc ở đây. Mình gọi tạm gọi là con IC sạc nhé. Con IC sạc này nó sẽ vừa điều khiển ngắt đè này và nó sẽ ra một cái tín hiệu một cái dây vàng. Cái dây vàng này sẽ vào một con IC này, IC sau nó xuất tục cái tín hiệu ra một cái dây màu xanh. Dây màu xanh tiếp tục là nó sẽ đi vào một con dơ le. Con dơ le này nó sẽ điều khiển cái cuộn hút của nó và khi mà cái dây màu xanh này có lượng điện ấy, thì con dơ le nó sẽ hít vào và nó sẽ cấp nguồn từ cái dây màu cam này sang cái dây màu xanh tiếp theo. Và cái dây màu xanh tiếp theo này sẽ điều khiển đóng cho cái con đèn báo nước ngắt đèn báo là sạc có vấn đề và nó sẽ đưa về cái bộ điều khiển này luôn. Bộ điều khiển ngắt nước nhớt này luôn, ngắt sạc luôn. Nó sẽ thông báo là nó có sự cố. Đó. Ngoài ra thì trên cái đường báo sạc đấy nó còn có một cái đường nữa là cái tiếp điểm thường hở của nó khi mà nó không hoạt động ấy. Thì là cái nguồn đấy nó sẽ được báo vào cái bo ga. Mình nghĩ là khi mà chạy về thì cái dây vàng này được cấp vào đây. Cái dây vàng cấp vào đây và nó cấp lên cái bo kia là nó sẽ làm cho cái ga nó giảm ga luôn, nó vừa giảm ga và nó vừa tắt máy luôn. Đấy. Ok. Như vậy là chúng ta đã tổng hợp được hết toàn bộ, chúng ta hiểu được hết toàn bộ ở đây có hai con dơ le. Một con dơ le có cái dây màu trắng và màu xanh là dơ le đề, còn một cái dơ le có dây màu đỏ và dây màu vàng là dơ le của cái con máy, cái đường tắt máy. Còn một con IC ở đây nó có chức năng là chuyển hóa cái tín hiệu sạc từ cái con IC, từ con IC sạc sang từ cái dây màu vàng và được cần nguồn cấp âm dương ở đây và sau đó sang cái dây màu xanh. Dây màu xanh thì được sang cái một con dơ le nữa, một con dơ le tương tự nữa để chúng nó sẽ điều khiển cái đường sạc. Nó điện khởi báo cái đường sạc về cái bộ điều khiển này, cũng đồng nghĩa là điều khiển cái đèn luôn. Và nó sẽ có một cái đường nữa để nó cấp lên trên cái bo ga. Rồi sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bo ga. Ngoài ra đây thì chúng ta còn một con dơ le này nữa. Cái con này chúng ta chưa biết là cái con gì. Đó. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ phát hiện ra là có dây đỏ này.
Dây đen đó là cái dây âm này. Đấy, dây nâu. Dây nâu thì chúng ta sẽ xem nó đi đâu. Dây nâu, dây đỏ. Chúng ta tìm cái dây đỏ trước. À rồi, cái dây đỏ này là chính là cái bu đi sông. À, như vậy là chúng ta sẽ có đỏ này. Và dây đen là dương âm này, dây nâu và dây trắng. Nâu trắng đi với nhau. Thì cái dây nâu này chúng ta sẽ xem đi đâu. À, cái dây nâu này thì nó lại đi về trong cái bộ điều khiển luôn. Cái dây nâu này đi về bộ điều khiển luôn. Còn cái dây nữa trên cái bộ điều khiển này là còn dây hồng và dây vàng nữa. Dây hồng và dây vàng này. Dây hồng thì cũng đi về cái dây hồng này thì đi về dây đỏ. Dây đỏ này thì lại là bu ly sông. Như vậy là bật ở chế độ sông lên cái thì ngay lập tức là dây hồng được cấp điện. Vì là cái dây xanh có điện. Cái dây xanh này có điện. Dây hồng, dây đỏ có điện luôn. Tại vì dây cái đỏ này nó sẽ đi thẳng lên cái bu ly sông. Đó. Và đồng thời là cái dây màu hồng có điện luôn. Dây màu hồng thì sẽ được cấp về trong cái bộ điều khiển này. Đó. Còn dây vàng. Cái dây vàng này ấy, thì chúng ta sẽ xem. Chúng ta còn hai cái dây vàng. Một cái dây vàng này ấy, thì là được cấp từ dây vàng này thì được cấp từ thằng điện răn này. Răn của bộ điều khiển được cấp vào đây nhé. Dây răn của bộ điều khiển được cấp vào dây vàng này luôn. Dây hồng này là từ bu đi sông. Dây vàng này thì nó sẽ lấy từ đường răn. Tức là xác định cái vị trí của ổ khóa và với răn. Xác định với răn. Và như vậy chúng ta vặn ngược chìa khóa vắt thì ngay lập tức là cái con đường ra của cái đường ra của bộ điều khiển là dây màu trắng này là sẽ sáng đèn. Sẽ hít vào. Đó. Vàng hồng này hồng được nối với lại dây hồng sẽ được nối với lại dây sông. Dây vàng sẽ được nối với lại tín hiệu dây màu đỏ. Dây màu cam là tín hiệu răn. À, trên như vậy bộ điều khiển chúng ta đã xác định được này. Hồng là tín hiệu của dây sông, dây vàng là tín hiệu của dây răn, của dây màu nâu này. Dây màu nâu chúng ta sẽ thấy từ bên này sang. Dây màu nâu được nối với dây màu trắng. Dây màu trắng này thì được nối đi đâu? Rồi, dây màu trắng này chính là cái tín hiệu đề. À, chúng ta có xác định được hết cả cái tín hiệu đề luôn. Ok, như vậy là chúng ta đã tổng hợp được trên cái bộ điều khiển này ba vị trí của ổ khóa chính là ba cái dây này. Chúng ta bật về chế độ sông thì cái dây màu hồng này sẽ được có điện. Chúng ta bật vào vị trí răn là dây màu vàng có điện. Và chúng ta bật vào chế độ star thì dây màu xám là có điện. À, dây xám. Xám nối với trắng ở đây. À, rất là hay. Như vậy là cái chỗ này, cái con này trong này mình nghĩ nó chỉ là một con diode thôi. Trong này chỉ có là một con diode thôi. Và ba cái tín hiệu ô đề ổ khóa là bao gồm có dây vàng này. Đây cái dây vàng đây. Dây vàng đèn báo để báo nguồn. Đấy. Dây vàng, một cái dây vàng để báo đèn. Dây hồng. Dây hồng báo nguồn báo sông. Dây vàng báo nguồn của răn. Dây nâu star. À, một hàng dưới này là các cái cảm biến báo ba cái trạng thái ngắt nước. Hàng trên báo trạng thái của ổ khóa nguồn cấp cho bộ điều khiển và chân star. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái nguyên lý của nó rồi. Ba chân nhá, chúng ta chỉ ghi chú là ba chân. Dây màu hồng là dây sấy. Dây màu vàng là dây răn, dây màu cam là dây star. Dây xanh là báo cắt nguồn sạc qua dơ le. Dây màu xanh là báo công tắc của nhiệt độ nước. Và dây màu nâu là báo về cái công tắc nhớt. Như vậy là xong bộ hết chức năng của cái bộ cảm biến này. Còn với cái bộ sạc này chúng ta sẽ có là bộ sạc có là dây đỏ. Thì là cái dây báo thẳng với lại nguồn ắc quy. Đó. Hai dây màu xanh là chân AGC. Dây màu vàng là dân báo sạc. Dây màu cam. Cái dây màu cam là dân báo là chân nguồn. Dây màu đen là âm bình. Và dây màu nâu là chân báo ngắt đề. Đó. Và chúng ta đã xong được cái demo cái phần hành vật sạc này. Các bạn nhớ nhé.
Các bạn nhớ hết toàn bộ cái chân này. Đấy. Ok. Như vậy cái đống lùng nhùng như thế này, nhiều như này mà chúng ta đã phân tích được ra hết luôn từng chức năng của một cái. Đấy, chúng ta nhìn vào đây, chúng ta phân tích lùng nhùng đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái con nào, dơ le nào là nó sẽ làm chức năng mà ta nhìn thấy. Đó. Ok. Cái cục này là chỉ cục chuyển để báo ngắt sạc thôi nhé. Còn con này trong này là mình nghĩ là diode ấy, và một cái tín hiệu để báo nguồn cho cái sạc. Chúng ta cũng có thể đập cái này ra để chúng ta xem. Một chút nữa chúng ta đã đập ra. Ok, và bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao một chút nhé. Alo, trong lúc nghỉ giải lao thì mình sẽ tìm hiểu luôn cái con này bên trong nó là cái gì nhé. Mình hy sinh một cái này ra để mình tìm hiểu để xem là bên trong là cái gì. Thì mình có thể chế, mình thay thế được nó. Chờ mà hư hỏng. Cái này là sẽ nối với lại ba cái chân tín hiệu, tất cả cái tín hiệu đề này, dây đen này, dây vàng, dây đỏ. Và như mình nhớ là cái dây vàng trong cái cục kia thì là cái dây vàng là cái dây răn. Đấy, dây vàng. Hồng là sông, vàng. Vàng là răn và nâu. Thì đây chỉ có dây sông và dây đề thôi. Còn một cái dây vàng nữa thì nó sẽ một cái dây vàng nữa thì nó báo cái đèn rồi. Nhưng mà dây sông và dây dây sông sẽ có dây sông và dây dây đề, dây star được nối với cái này và nó nối với cái đèn kia để báo nguồn. Đấy. Thì có thể con này nó chỉ có tác dụng là chuyển hóa cái nguồn điện để nó báo hai cái trạng thái. Mình nghĩ là trong này có thể là hai con diode. Lắp keo, bắt keo rất là chắc, có một cái mạch in. Những cái mạch mà như thế này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chế được nhé. Cũng có thể là chúng ta không cần dùng được cái mạch này đâu. Nó làm trông nguy hiểm nhưng mà thực tế trong bên trong không có gì hết. Chúng ta nhìn hiện tại trong cả một cái bó mạch này, chúng ta nhìn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ thấy phát hiện có một con tụ thôi. Chưa thấy có gì cả. Và chúng ta đã nhìn thấy một số linh kiện rồi. Trong này là một cái bo mạch, nó sẽ đã gắn được các cái linh kiện dán ở trên đây. Nó dù thì mình gọi chung là con IC ạ. Mặt trên này không có gì hết, có một con IC luôn, đúng là một con IC luôn. Nó đổ vào. Con này cái đầu vào của nó là một chân âm của bình EQ và chân đề cộng với lại chân sấy báo đèn. Và không có gì hết các bạn. Chứ cái này chúng ta chắc chắn chúng ta bỏ đi nó vẫn hoạt động bình thường. Thì mình có thể sang mình thử con máy bên kia. Trong này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có
cái vàng này ra báo đèn này, cái dây màu vàng nó ra nó sẽ báo cái đèn báo ở phía trước cái màn hình á. Đấy thì nó sẽ được đi vào đây, là cái đèn báo này là cái dòng đèn báo này, đèn báo sẽ đốt, nó sẽ qua một con IC. Đây con đầu vào của nó thì ở đây nó sẽ có cái dây, hai cái dây màu cam và dây sọc vàng và dây màu đỏ, thì hai cái đường đèn nó đều qua con diode, con diode rất là lớn luôn. Đấy, con diode thì sau nó đi vào con IC và đầu ra của nó thì là cái dây màu vàng để báo đèn, không có gì cả. Một con tụ hóa mấy chục mi, chắc 47 mi, 100 mi rồi đấy. Một con tụ hóa này là nó bốn bảy mi, có nhìn thấy chữ 47 rồi. Thì cho cái con IC này chẳng có cái chức năng gì ghê gớm mà, chỉ có một cái IC mà nó báo chẳng phải đèn thôi. Và mình bỏ con IC này ra nó hoạt động bình thường nhé. Đấy, ok hết. Như vậy là mình hôm nay mình chia sẻ được với các bạn tất cả là cái đường đi, cái tín hiệu điện của toàn bộ con máy phát hàn nhé, con máy phát hàn cũng như là những con máy phát điện thông thường, thì cái đường tín hiệu của nó, cái đường bảo vệ động cơ ngắt thứ nhất và đường báo sạc thì là chung một cái nguyên lý chung. Còn một cái phần nữa là cái phần điện, phần động lực và cái phần điện hàn, mình sẽ chia sẻ ở cái video sau. Ở cái video này hiện tại mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cái video tiếp theo thì hãy theo dõi cái kênh của mình sẽ chia sẻ cái video này vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp tới.